con không có cha, hay thiếu vắng tình thương của mẹ, thậm chí con không có cha lẫn mẹ, gia đình ly tán, những đứa con thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, người mẹ đối mặt với kinh tế khó khăn, ly hôn có thể là giải pháp cuối cùng, nhưng đằng sau đó là nhiều hệ lụy để lại. Nằm lọt thỏm giữa khu vườn ven quốc lộ 30, đoạn qua khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình. Căn nhà tình thương này là nơi trú ngụ của bà Trần Thị Bé và người cháu Nguyễn Ngọc Thanh Thảo. Hai bà cháu nương tựa nhau sống đã nhiều năm nay. Bà Bé có bốn người con, em Thảo là con của người con gái út của bà Bé. Khi em Thảo vừa tròn một tuổi, cha và mẹ em ly hôn nhau, từ đó Thảo được đưa về sống tại nhà ngoại. Mẹ nó hồi đó bằng công ty với ba nó vậy đó, thì nhỏ này cự lộn cự lạo sao nó cái gì đó không ngó ngàng tới nó, mà con cái đau không ngó tới nữa, về đây nuôi không đó. Sau khi gửi con cho bà ngoại, mẹ em Thảo bắt đầu cuộc sống mưu sinh xa nhà. Hoàn cảnh hiện tại của Thảo và bà ngoại phải trông cậy hết vào thu nhập ít ỏi của mẹ em. Thì nó bằng công ty hôm đó này nó nghỉ, nó đâu có làm chứ, nó chạy xe đò. Còn nó gửi tôi tháng cứ 200 có, 500 có, 2 triệu có. Mẹ nó cũng cho nó ăn học đó, được gì nữa, có, nó không biết khá thì mẹ cũng cho học nghề. Do cuộc hôn nhân trắc trở của người lớn mà Thảo nhận được rất ít sự quan tâm từ cha. Theo thời gian Thảo lớn lên, mối quan hệ giữa hai cha con cũng mờ nhạt dần. Dạ, trước giờ là em không có về nhà nội, và ba em cũng không có lên. Không, từ lúc ly dị là mẹ không có nói gì về ba hết trơn. Mà mỗi lần em nhắc thì mẹ cứ đổi chủ đề. Và cũng buồn tại vì từ bé đến lớn em không có tình thương của ba. Thiếu vắng tình thương của cha, sống xa mẹ, thiệt thòi, thua thiếu là không thể tránh khỏi đối với Thảo. Tuy nhiên, những gì mà ở lứa tuổi vị thành niên của Thảo phải đối mặt còn là mặc cảm xã hội khi chịu những lời giễu cợt từ bạn bè. Kiểu là bạn bè thì có cha mẹ dạy học, cho nên là bạn bè cũng học được. Còn em thì kiểu là không có ai dạy trơn, cho nên là học sinh yếu kém. Thầy cô thì cũng có kèm em học, chú ý em nhiều hơn. Rồi học mấy bạn thì có bạn cười, có bạn chỉ. Đa phần là bạn cười. Kiểu là bạn chơi em được kiểu chứ. Kiểu là vừa xấu mà còn vừa ngu. Mái ấm gia đình trọn vẹn, một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với Thảo lại là một ước mơ to lớn. Em muốn là nhà mình sẽ giàu để ngoại áo cũng bị khốn hiếu. Ngoại bạn không có tiền. Dạ không, em muốn là nhà có đủ cha mẹ để kiểu ngoại không có buồn về mẹ. Dạ, kiểu mà không muốn thấy ai đi làm phụ mẹ hết trơn, mẹ làm trên trển cũng bệnh hoài. Nếu Thảo sống với bà ngoại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, thì trường hợp của em Duy là ngược lại khi đang sống với ông nội. Khi Duy được 3 tuổi, mẹ em bỏ nhà ra đi sau những mâu thuẫn gia đình. Từ đó đến nay, em không có bất kỳ mối liên hệ nào với mẹ. Sống với ba trong hoàn cảnh gà trống nuôi con, cho đến khi lớn thì ba phải đi làm ăn xa và để Duy lại ở với ông nội là ông Lê Văn Tiều. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà khi đến lớp 9, Duy phải bỏ dở việc học. Là bởi vì hoàn cảnh con cái nó không có tiền, nó đi học, chi phí dữ dằn lắm. Nước nôi rồi ăn uống có lẽ rồi tập viết rồi trời ơi mỗi thứ áo quần lo không nổi như cháu. Thì hoàn cảnh ở đây sớm liền thì ai cũng biết. Rồi dưới bây giờ gia đình nó đơn chiếc không có ai. Thôi thì nó thấy hoàn cảnh vậy, ông nội nó thì cũng mắc mà không có nấu cơm, nấu nước gì được. Nếu được lựa chọn, Duy cũng mong muốn có được tình yêu thương trọn vẹn của ba và mẹ.
Tại vì mấy bạn bè của cha mẹ muốn mẹ bới với em, trò chuyện với em gì. Có mẹ bên cạnh hỏi hàng á. Tại vì em muốn giống mấy bạn được ba mẹ rõ ràng. Hơn 10 năm nay, em Võ Minh Quân ở xã Mỹ An Hưng B, huyện Nấp Giò thiếu vắng cả tình thương từ cha lẫn mẹ khi cuộc hôn nhân của người lớn gãy gánh lúc em mới 2 tháng tuổi. Cha đi lấy vợ khác và hoàn toàn không quan tâm đến Quân. Khi Quân vừa hơn 1 tuổi, mẹ đi lấy chồng nước ngoài và sau đó cũng ly hôn. Từ nhỏ đến lớn, đời sống vật chất và tinh thần của Quân phải phụ thuộc vào ông bà ngoại và người cậu. Lấy nhau được có 2 tháng là thôi nhau, về đây tôi mới nuôi cháu. Có thằng này về tới giờ 2 tháng giờ là coi như tôi ôm tôi nuôi luôn. Mẹ nó thì cũng mới có con lần đầu cũng đâu có biết nuôi con. Rồi cũng một tay tôi nuôi không mà tôi nuôi tới lớn luôn tới bây giờ luôn, là mến tay mến chân ông bà ngoại thôi chứ ngoài ra mẹ nó cũng không còn thương gì cho lắm. Nhưng nó biết mẹ nó thì nó cũng thương vậy nhưng mà nó không có thương bằng ông bà ngoại. Tại ông bà ngoại là suốt ở bên nó. À, 2 vợ chồng già rồi không có mặn gì nổi. Có ông xã hồi mấy năm trước thì còn mặn hồ ở đây nè. Rồi cái thấy lớn tuổi người ta bỏ qua, người ta không mướn mình mặn nữa. Rồi ông mới đi lên trên anh bà con ở trên An Giang đó, đi làm. Thông thường sau mỗi cuộc ly hôn, những đứa con trẻ và phụ nữ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, phải đối mặt với những bất hạnh. Tuy nhiên, đối với trường hợp của chị Dương Hồng Nho ở xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò lại không nghĩ như vậy. Khi những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân giữa chị và người chồng đã lên đến đỉnh điểm và không thể vãn hồi, thì ly hôn là cứu cánh duy nhất. Nó không có hỏi nhưng mà nhìn tư cách thì biết nó buồn thôi, nó biết. Tại vì hồi lúc mà đi ly hôn là em có chở con bé nó theo. Ở tò cũng hỏi nó gì đó, rồi bắt nó ký giấy rồi... Nói chung thì thiệt thòi thì có thiệt thòi đó. Mà vì hoàn cảnh như vậy rồi cho nên bé nó cũng chịu đi theo em này kia thôi. Chứ thấy nó cũng buồn, thấy cũng tội nghiệp. Nhiều lúc con ta có cha, nó không có cha này kia. Bởi vì nó nhiều lúc nó cũng thấy nó cũng tội lắm. Thấy sống, thấy hai mẹ con vậy thấy nó bình yên hơn. Nghĩ lại thấy bất mãn. Nếu kết hôn là việc hình thành quan hệ hôn nhân giữa hai người và mở ra một cuộc sống mới với nhiều ước mong hạnh phúc, thì ngược lại, ly hôn lại chấm dứt mối quan hệ đó về mặt pháp lý. Ly hôn có thể là giải pháp tốt nhất để giải thoát khỏi đời sống vợ chồng, nhưng những hệ lụy mà nó mang lại rất nan giải và khó để khắc phục, nhất là gây ra những tổn thương cho con trẻ và thiệt thòi của người phụ nữ nếu không có thái độ và cách ứng xử phù hợp. Chính vì vậy, trước khi đi đến quyết định ly hôn, vợ chồng nên cùng bàn bạc lại, cân nhắc kỹ để tránh những hậu quả xấu cho vợ chồng và hơn hết là những đứa con. Và nếu không còn lựa chọn nào khác, vợ chồng cùng nhau thống nhất đi đến ly hôn. Những bậc làm cha, làm mẹ và cả những người lớn trong gia đình cần thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong chăm sóc, nuôi dưỡng con trẻ, đặc biệt là những trẻ em gái, để các em ít bị ảnh hưởng về tâm lý, có những trưởng thành nhất định về nhận thức và hòa nhập cộng đồng sau này.